Vì Minh Hằng có tham gia vào câu kịch bản đó, Minh Hằng xin chia sẻ với mọi người là vẫn còn cảnh nóng, nhưng vẫn cảnh nóng đó mọi người vẫn sẽ xem, sẽ không khó chịu, vẫn sẽ cảm thấy nó thuộc về bộ phim, thuộc về nội dung mà nó cần phải có. Thì vẫn còn nha quý vị, vẫn còn rất nóng, nhưng mà đảm bảo là mọi người xem, mọi người sẽ cảm thấy là đâu đó chúng ta sẽ có những cái thông điệp trong cuộc sống này. Và MC 18 thì em nghĩ là chắc cũng phải có đó nha mọi người. Tại có nóng là cũng phải có MC. Nên là mình chỉ đánh vào cái đối tượng và trên 18 tuổi. Nên đó là một trong những cái rất là hạn chế của phim. Nhưng chúng ta phải chấp nhận hy sinh để có thể có được những cái bài học, cũng có những cái nỗi đau mà chúng ta phải hy sinh. Và đó là bộ phim mà cả chúng tôi cũng như là cả ekip sản xuất đang rất là mong muốn là sẽ có thể phục vụ được đối tượng là có thể xem phim trong thời gian tới. Em cho đầy đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Vai diễn của trường trong phim này là nhân vật được gọi là Đặng Minh, là chồng của Kami, một người cực kỳ bí ẩn và có chút gì đó biến thái. Đây là vai diễn đầu tiên của trường nhận thể loại vai như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của trường phải đóng những cái cảnh gần gũi nhiều nhất nhất trong lịch sử làm phim của mình, mà nó là những cái cảnh gần gũi mang tính bạo lực. Thật sự là cái vai Đặng Minh này là một cái vai không có cảnh nào không nặng. Cái khúc mà thằng này nó háo động ở cảnh nó đấu tranh nhiều thứ lắm, phức tạp vô cùng, rất khó lỗi nhưng nó dẫn một sự nguyên nó, thì cảnh đó trường cũng cảm thấy rất áp lực. Khi mà mình được biết là mình được chọn cái vai này thì rất là hạnh phúc và mình chỉ biết cố gắng rất nhiều cho cái vai diễn này thôi. Quá trình mà chuẩn bị cho vai kem này có rất là nhiều thời gian, gần như là khoảng 4 tháng. Điều đầu tiên mà phải thay đổi đó chính là ngoại hình. Bên cạnh đó, để chuẩn bị tâm lý của kem thì mình phải đi gặp những người mà có cái hình cảnh gần giống như kem này, thì mình cứ tiếp xúc với những người nhiều hơn và mình lấy đó để làm chất liệu để cho tâm lý nhân vật. Trước đây thì lúc nào cũng có thói quen là khi mà em đi quay thì em sẽ off máy, kể cả khi quay bài ngọt ngào này cũng vậy. Em quay bài kem này em off máy một tháng trời luôn, tại vì em thấy em không có cần phải liên lạc với ai hết. Em nhớ là lúc đó chỉ có chị Thư nhắn cho em thôi, em gặp chị Thư hỏi là ủa Thư bán bánh mì cũng ngon mà Thư mời sao không thấy trả lời. Dạ tại vì lúc đó em off máy thôi ơi. em off máy cho nên là không có trả lời Thư, em tập trung quay thôi. Dạ, cho nên là lần vừa rồi cũng vậy, em đang thực hiện có một cái dự án khác cho nên là em off máy. Xong rồi khi mà nhìn cái hình của mình ở trên mạng vậy á thì lúc đó là em trở tay không kịp rồi. Thật sự á, hình đó là em không có photoshop và cũng không có hóa trang gì cả. Thật sự là em có giảm cân nhưng mà không có đến mức mà phải làm cho mọi người lo lắng nhiều đến như vậy đâu. Em vẫn khỏe và làm cho mọi người lo vậy thì em cũng rất là thấy có lỗi. Em xin lỗi mọi người rất nhiều mà. Ủa, đạo diễn mà cũng đi bán bánh mì thì hả? Dạ lâu lắm rồi ạ. Thôi mình quay trở lại cái chủ đề chính ngày hôm nay ạ. Giống như chị có hỏi em là vì sao mà em chọn Thuận Nguyễn vào vai Ken ạ? Tại vì trước hết là em được thuyết phục bởi giọng nói và ánh mắt của Thuận Nguyễn. Thì nó khi mà nghe Thuận Nguyễn cất giọng lên thôi thì mình đã nghe được giọng của Ken rồi. Tại vì Ken á, trong phim bản điện ảnh lần này nhắn nhủ với lại ba đứa em rất là nhiều, nên Thư cần một cái giọng nói cực kỳ là ấm áp. Thì mọi người có đồng ý với Thư là giọng của Thuận Nguyễn rất là ấm không ạ? Có là quan trọng là ánh mắt của Thuận Nguyễn rất là hiền lành và rất là có cảm giác như là luôn luôn muốn có nghĩa là nhìn ánh mắt của Thuận là mình có nỗi niềm gì mình sẽ share cho Thuận liền luôn đó. Nên Thuận ở Thuận có một cái lực hấp dẫn như vậy, nên nếu mà Thuận Nguyễn không đóng vai Ken thì chắc là cũng không ai có thể đóng được. Cho em nói thêm đi, nó lưu lượng anh. Tại vì bản thân em cũng nghe nhiều người nói lắm. Tại vì nhiều người nói là đây là chiêu trò PR gì đó. Cái hình của em á, thì thật sự là em khẳng định luôn là không phải là chiêu trò PR gì cả. Em vào vai Ken này, đây là vai Ken. Ken là vai diễn điện ảnh đầu tiên của em. Và em đã đặt rất là nhiều sự cố gắng cũng như là tâm huyết của mình trong đó. Cái điều mà em muốn PR nhất
đó chính là khả năng diễn xuất của mình trong vai diễn này, cũng như là sự cố gắng, cũng như là muốn cho mọi người thấy Thuận Nguyễn đang cố gắng và lúc nào cũng chăm chỉ với nghề và cố gắng hoạt động nghệ thuật một cách chân chính cả, chứ không muốn bi a một cái hình ảnh mà nó xuống sắc như vậy. Dạ, xin hết. Cảm ơn Thuận ạ. Em không biết là chị đã tiết chế trong cái vai diễn này như thế nào để chị bớt mắc cười hơn, với lại là không biết là đạo diễn Đinh Hoàng Thư có nắng là chị gì để chị gì bớt mắc cười. Dạ, câu hỏi đi. Em trả lời câu hỏi chứ. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi đó cho chị. Thật ra bởi vì nhân vật Linh Đan ở trong phim Bảy Ngọt Ngào này thật sự tâm lý cũng rất là phức tạp. Bởi vậy Nhi cũng rất là áp lực, bởi vì làm sao mà thể hiện một cái nhân vật rất là trưởng thành. Mọi người nhìn vô là mọi người thấy là đúng là cô này làm luật sư, nhưng mà cái tính cách đó của Linh Đan đó, là một cái nhân vật tính cách hài hước. Mà quan trọng nữa là cái mặt chị đó, thì chị hay quay mấy cái clip rồi nhiều ở trên mạng đó, thành ra mọi người quen nhìn cái mặt đó, là nhìn cái ánh mắt cười như nãy em nói rồi, thì đó lại là cũng là một cái áp lực đối với chị luôn. Chị phải làm sao mà khi mọi người xem vô, mọi người sẽ quên đi hình ảnh của Diệu Nhi, những cái clip đời thường mà mọi người tập trung vào nhân vật Linh Đan này. Và như hy vọng là với thời lượng phim hơn một tiếng thì mọi người khi xem sẽ cảm nhận được đầy đủ những cái tính cách, những cái nỗi đau của Linh Đan, cũng như là nói chung là nó sẽ khác hoàn toàn Diệu Nhi bên ngoài, khác hẳn luôn nhân vật Linh Đan ở trong phiên bản sitcom, và khác luôn ở những cái nhân vật khác. Bởi vậy khi mà Nhi đi quay cái này ở ngoài hậu trường, Nhi không có giỡn được, Nhi không có giỡn luôn á. Bị tôn áo, bị tôn áo. Giỡn. Ê lộn, không có giỡn. Chị em bị liệu. Không có dám giỡn. Chỉ giỡn những cái lúc mà cái phân đoạn đó cần cái sự không khí vui vẻ, thì mình vui đuổi những cái diễn viên xung quanh mình. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mọi người có cái sự hợp tác chung với nhau, thì cho nên là mà lại đóng một cái nhóm bạn chơi rất là thân mấy năm nữa, thì mình cần cái sự tương tác, cái sự tích tắc, những cái sự hiểu nhau rất là nhiều. Còn những cái phân đoạn tâm lý thì hồn như Nhi không dám giỡn. Nhi tập trung rất là nhiều, tập trung cho mình và cả những người bạn diễn nữa. Bởi vì em nhìn chị em mắc cười, thì tất cả những người bạn diễn, cả ekip nhìn chị thì cũng họ cũng có cảm giác giống em. Cho nên chị muốn tập trung với cho mọi người cùng nhau tập trung. Và không biết là khi mà phim dựng lên thì chị Thư hay đạo diễn, người mà cũng trong nhóm mời chị, thì không biết có cảm nhận như thế nào. Câu hỏi thứ hai mời chị trả lời. Ở trong Thanh Sói em đóng vai Hải, thì bản thân em cảm thấy rất là may mắn, bởi vì cơ hội này mình đã chờ từ rất là lâu rồi. Nhưng mọi người đã biết em không phải là một gương mặt mới trong nghệ thuật nữa, thì những cơ hội này đến thì em cũng rất là vui và rất hạnh phúc, và cố gắng để nắm bắt những cơ hội đó. Lúc này cũng trau dồi, và giống như chị Thư hồi nãy có nói với em á, là ví dụ như vào vai Ken thì Thư thấy em có giọng nói rất là hay và ánh mắt rất là phù hợp với Ken. Nhưng mà trong Hải Cho Điên ở trong Thanh Sói thì mọi người sẽ thấy Thuận hoàn toàn khác, không có giống như là Ken nữa. Em sẽ cố gắng để không lặp lại hình ảnh nào, bất cứ hình ảnh nào trong những cái vai diễn của mình cả. Bên cạnh đó thì em thấy đầu tư vào cái việc vai diễn á, thì chắc chắn là sẽ đầu tư về ngoại hình nè, đầu tư về tâm lý nhân vật. Cả hai điều đó đều hỗ trợ cho nhau. Nếu mà đầu tiên ngoài hình không á, thì không đủ, quan trọng nhất vẫn là diễn xuất ạ. Dạ, Minh Hà xin được trả lời câu hỏi của em. Nãy khi mà em hỏi chị là tại sao chị đầu tư cho tất cả các đạo diễn đầu tay, thì chị nói bây giờ mình mới nhận ra mình cũng không có chủ định là mình sẽ đầu tư cho tất cả các bạn đạo diễn đầu tay, nhưng mình thật sự có chủ đích là sẽ đầu tư cho tất cả các bạn đạo diễn trẻ, ekip trẻ. Tại vì đứng với góc độ của một nhà đầu tư thì đạo diễn mà có tên tuổi, nhà sản xuất có tên tuổi, rất là dễ kêu gọi nhà đầu tư. Người ta rõ ràng thấy nó là xác suất thắng nó rất là cao. Nhưng đâu đó những đạo diễn trẻ, những nhà đầu tư trẻ, họ có đam mê làm nghề thì ai sẽ là người làm điều đó? Vì Hằng là một người làm nghệ thuật, Hằng cũng đã đi lên từ một con số 0, cũng đã rất là mong mỏi có một ai đó sẽ dẫn dắt cho mình những cái lúc đầu tiên. Thì mình hiểu cái tâm lý đó, nên là mình muốn đầu tư cho các bạn trẻ. Thứ nhất như hồi nãy Hằng có chia sẻ, các bạn trẻ họ có
được cái sự máu lửa hơn những người mà làm nghề lâu năm. Thứ hai, họ có những chất liệu rất là mới, và khi mà đôi khi chúng ta là quá vào cái cuồng quay của công việc, của cơm áo gạo tiền, của có một cái việc rất là an toàn, thì những người trẻ họ cho mình được những cái ý tưởng mới, và những cái ý tưởng đó làm cho mình cảm thấy là wow, nó thực sự nó mới và nó thực sự nó hấp lực về mình, nó thực sự hấp dẫn về mình. Và thứ hai, tại sao Minh Hằng luôn đầu tư cho các bạn trẻ, vì như mọi người biết á, Hằng thực sự rất là yêu nghề. Hằng không phải là quăng tiền cho mọi người rồi anh phải đảm bảo cái nguồn đầu tư cho tôi, anh phải đưa tiền về cho tôi vào đúng thời điểm và đảm bảo cái lợi nhuận. Thì Hằng không phải là dạng nhà đầu tư như vậy. Hằng muốn xông pha cùng với lại ekip, Hằng muốn học hỏi tất cả các bạn trẻ mỗi ngày ra phim trường, mỗi ngày ngồi viết kịch bản, mỗi ngày sản xuất nó như thế nào, và muốn học từ những bạn trẻ và cũng cả là chia sẻ những kinh nghiệm mình đã từng có cho tất cả các bạn trẻ. Đó là lý do vì sao mình luôn đầu tư cho những người trẻ. Và thứ ba mình lại hỏi quên. Mình ra mắt sau 1990. Thật ra như mọi người biết đó là cái lịch là chiếu phim của Bạn Ngọt Ngào, đó là ngày 10 tháng này. Và như mọi người biết là trong tháng 4, sau đại dịch, rồi sau Tết, tất cả các rạp đều coi như là bị đóng băng trong một khoảng thời gian rất là dài. Và tất cả các phim đều muốn ra rạp trong cái khoảng mà dịch chưa bùng lại. Và tất cả mọi người chúng ta đều thoi thóp không biết là bao giờ thì mọi thứ nó sẽ thực sự bình yên, và bao giờ mọi thứ sóng gió nó sẽ quay lại. Nên là tâm lý chung của tất cả các nhà đầu tư đều muốn là bây giờ đang bình yên thì hãy ra rạp ngay khi có thể, và nếu như mọi thứ nó không ai biết trước được thì nên chứng minh thấy mọi người đều ra rạp. Mọi người thấy là trong tháng 12 đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam 12 phim ra rạp, đó là một cuộc chạy marathon mà mình không biết được đâu sẽ là đích đến. Và nếu như thế sẽ tạo cho tiền lệ tất cả những cái phim mà có chất lượng, tại vì thực ra thì mình đầu tư thì mình phải biết được rằng là cái phim của mình nó có được cái trọng lượng thế nào và đánh được cái đối tượng khán giả ra sao, và mình phải chọn lựa được cái slot nào mà nó phù hợp với đối tượng khán giả. Nhưng bây giờ chúng ta không thể nào nghĩ quá nhiều nữa, chúng ta chỉ cần biết là trong cái thời điểm này nếu như chúng ta ra chỉ là một bàn tiệc có quá nhiều đồ ăn dư thừa, và khi đó thì tất cả khán giả cũng như là tất cả mọi người đều sẽ thấy là nó quá là dư calorie, nó quá là dư lượng thịt trên đó, mà sẽ không ai thưởng thức được ở trên bàn tiệc đó nó sẽ có những cái món gì ngon để chúng ta có thể bóc tách nó. Đó là một trong những lý do mà Hằng cùng với ekip của mình phải rất là, thật sự là phải rất là đau đớn để có thể là dời bộ phim mình ra xa. Dời nó mang rất là nhiều cái ý tiêu cực. Thứ nhất, tiền đầu tư, tiền PR chúng ta sẽ đi lên. Thứ hai nữa là mình cứ dời khán giả hoài, người ta sẽ bị quên trong khi có quá nhiều phim đang bày ra trước mắt. Thứ ba nữa là mình sẽ phải nói chuyện câu chuyện với nhà đầu tư. Thứ tư nữa là bộ phim này nó thực sự nó phù hợp cho cái tháng 5 hay không, nó là một những cái điều mà mình phải cân nhắc. Nhưng cân nhắc thì vẫn phải cân nhắc, chúng ta không nên quá nhìn vào vấn đề mà chúng ta phải tìm ra cái cách thức để giải pháp, để mà giải quyết vấn đề. Thì Bạn Ngọt Ngào phải chấp nhận là phải dời phim, cho dù là trước đó có một bộ phim cùng concept, cùng ý tưởng, cùng ba cô diễn viên, cùng ba cô rất xinh đẹp. Nhưng Hằng nghĩ là tin chắc rằng là với một cái thị trường đang hồi xuân trở lại, đang hồi sức trở lại, tất cả khán giả đều khao khát được xem những bộ phim hay, những cái nỗi đau đang trực chờ ở đó để chúng ta có thể được chia sẻ. Và Hằng nghĩ thì nếu như phim hay, phim chất lượng thì chúng ta không cần làm quá nhiều, khán giả cũng sẽ tự truyền tay với nhau để mà đến rạp để thưởng thức những cái bộ phim mà nó chất lượng. Và Hằng tin chắc rằng là bộ phim của mình nó có được một cái niềm tin như thế, và rất là mong là thiên thời địa lợi nhân hòa, khi chúng ta dời ngày rồi thì cũng sẽ có những cái thứ nó ưu đãi khác hơn dành cho bộ phim Bảy Ngọt Ngào. Xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị, với những câu hỏi tiếp theo thì rất mong là ekip chúng tôi sẽ nhận thông qua tin nhắn hoặc là email để tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị. Còn bây giờ thì vô cùng cảm ơn tất cả những nhân vật đang có mặt trong ekip trên sân khấu. Xin mời các bạn về chỗ của mình để tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Xin mời ạ.